Vâng, nông dân Dương đi. Xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị. Chào các bạn thân mến, chào Phương Tâm. Đối với chủ đề hôm nay á, Dương Vi sẽ nói về một cái chủ đề duy nhất. Đó là nhận diện các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Đối với cái chủ đề này là chúng ta giao lưu, chia sẻ và bình luận. Sau đó đi vào phân tích nhận diện chúng. Không riêng gì mấy hôm nay lũ lụt miền Trung, đối với những người sử dụng mạng xã hội, người ta xuyên tạc về cái lũ lụt ở miền Trung, mà đặc biệt hơn ấy, xuyên tạc về những sự hy sinh mất mát những người dân thường, người ta không may bị lũ cuốn trôi hoặc là bị vùi lấp, thì bọn chúng đặt ra những cái câu hỏi rất là ngu ngơ, rất là vô lý, phi lý. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn trước đấy thì chúng ta không lạ gì ở trên không gian mạng này, kể là mạng xã hội nào, bọn chúng ấy, đặc biệt là các thế lực thù địch phản động ở trong nước và ngoài nước, bọn chúng sử dụng cái không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước, kích động lôi kéo người dân, tạo ra dư luận, thậm chí để tạo ra được hiệu ứng đám đông, bọn chúng đã sử dụng tất cả những cái mánh khóe, thậm chí đăng tớt, giật gân, quay clip, cắt clip để làm gì? Để tạo cái hiệu ứng đám đông, qua đó cái lượt người tương tác vào xem ở trong video hoặc là ở trên YouTube hoặc là ở trên Facebook, thậm chí cả TikTok, đấy, Twitter, tất cả những cái việc làm đó nó không những không đúng mà còn trái với cái luân thường đạo lý, trái với lương tâm đạo đức của một con người. Đặc biệt hơn ấy, mấy hôm nay này, trong lúc các cán bộ chiến sĩ người ta đi tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thì những cái kẻ phản động đã đăng tớt, giật gân, giật tuyết, xuyên tạc về sự hy sinh mất mát của 13 cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ là một. Cái thứ hai là cái việc hôm qua mà đất đá vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ ở đoàn 337, đoàn kinh tế quốc phòng quân khu 4. Tiếp đến là những người dân và những cái cán bộ người ta đi cứu hộ cứu nạn. Và ở đây này, không những các kẻ phản động, những cái kẻ thường xuyên xuyên tạc gắp lửa bỏ tay người, mà còn có những người dân, thậm chí là cán bộ hoặc là quân nhân xuất ngũ cũng tham gia vào cái việc đó. Rất là nhiều cái comment, rất là nhiều cái status nói năng không đâu vào đâu cả. Thí dụ Dương Vi lúc nãy trước khi mở diễn đàn này thì có nhận được một cái tin nhắn của một chị ở ngay hàng xóm chị đấy thôi, đưa lên Facebook cái hình ảnh nước ngập mênh mông, xong đặt câu hỏi tại sao không dùng máy bay trực thăng để cứu cứu hộ cứu trợ. Trong lúc nước ngập mênh mông như vậy, nhà ở giữa một cái khoảng đất trống, chỉ có một cái căn nhà duy nhất mà người ở trong đó, xung quanh toàn biển nước, thì các vị lấy máy bay trực thăng hạ lên nóc nhà để tiếp tế đồ ăn à, để cứu trợ cứu hộ à? Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai ở đây này, nếu mà muốn điều động được máy bay trực thăng ấy, thì phải lên phương án, lên kế hoạch, xin phép Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, người ta mới điều động được máy bay trực thăng và đưa ra rất là nhiều cái phương án. Mà máy bay trực thăng bay từ Đà Nẵng vào trong đó,
liệu có đảm bảo an toàn trong cái thời gian thời tiết mưa bão như vậy không? Hơn nữa nếu mà hàng cứu trợ vứt xuống, nếu mà may mắn lên chỗ bãi đất trống thì người dân còn có thể lấy được cái hàng cứu trợ, thí dụ như lương thực thực phẩm, thuốc men, những cái đồ khô ướt có thể ấy được, gạo vứt xuống đấy dính nước ướt thì làm sao ăn, hoặc vứt xuống chẳng may dính phải thì phải nước nó đang cuồn cuộn như vậy thì nó sẽ trôi hết hàng hóa đi à? Đó là hai cái vấn đề. Còn cái vấn đề thứ ba ở đây này, liệu máy bay trực thăng bay từ những cái sân bay ở xung quanh đó đến vị trí đó có tiếp cận được không? Ở đây ấy, người ta đã xây dựng phương án, đặc biệt là bên phòng chống lụt bão, người ta có kế hoạch xây dựng phương án để làm sao cứu hộ cứu nạn. Nước ngập như vậy, người ta chỉ duy nhất là một phương thức thuyền cano để tiếp cận người dân. Thứ nhất, có nguy cơ bị nước cuốn trôi, người ta còn di chuyển đồ đạc nhà cửa, nhưng mà trước hết người ta phải di chuyển con người đã. Cái thứ hai, nếu mà nước ngập nó không có nguy cơ bị ngập tiếp thì người ta tiếp tế đồ ăn, trao tận tay đồ ăn, thức uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, chứ không thể dùng máy bay trực thăng mà để tiếp tế lương thực, thực phẩm, tiếp tế hàng cứu trợ được nha. Đặc biệt mấy anh đang ở trong Quảng Trị với Quảng Ngãi này, đó là cái vấn đề thứ nhất về cái câu hỏi của bọn chúng. Còn tiếp đến này, có một cái tay ở Hải Phòng đăng một cái tớt, những vị lãnh đạo cả tướng tá kéo nhau vào rừng để làm gì? Không phải đi tìm kiếm cứu nạn cứu hộ mà đi nhậu nhẹt ăn uống, cái đấy có tức không? Mà trong đó nhá, có một người từng là lính, từng là quân nhân, không biết tại sao vị đấy lại có thể còm ở dưới như vậy được. Chắc hẳn là bất mãn chế độ, bởi vì cái tư cách của hắn thông qua cái còm này đã biết là cái khả năng, cái trình độ, cái nhận thức quá kém, viết sai lỗi chính tả rất là nhiều, dư vi cũng sai lỗi chính tả thôi, trong lúc nhanh không kiểm tra. Nhưng ở đây ấy, có một người cụ thể, đây có bác, có chú Nhàn nhắc nhở, bởi vì cũng quen, nhưng mà hắn ta không chịu mà nhất thiết không xóa cái còm đấy. Bởi vì sao? Bởi vì hắn ta là thằng cố chấp, là một kẻ cố chấp. Trước khi đăng một cái tớt hay là viết một cái còm ở dưới, bình luận nói về một vấn đề, một sự kiện nào đó, phải tìm hiểu tất cả các nguồn thông tin. Nếu mà mình không có điều kiện để tiếp cận thì phải tìm hiểu mọi thông tin, từ cơ quan báo chí, đài truyền hình chính thống cho đến những đài báo lá cải, cả Facebook, YouTube, để đưa ra một cái còm hoặc một cái status nó chính xác. Nhưng mà ở đây không. Tôi nói cho cái anh Hải Phòng với một cái anh bạn từng là quân nhân này nhé, nếu mà các anh viết được những cái tớt đấy thì chắc chắn sau này các anh dạy con cái của các anh không trở thành người đâu, mà trở thành đầu trộm đuôi cướp. Bởi vì các anh là người vô đạo đức, vô giáo dục, vô lương tâm, vô trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân, với đồng bào. Đúng rồi, vô nhân tính á,
Đối với những cái còm như vậy, những cái tớt như vậy, không những xoa dịu nỗi đau mà quét vào nỗi đau của gia đình, người thân, thậm chí vào những người đồng đội, vào những người chiến sĩ, hoặc là những người quân nhân, người ta tại ngũ hoặc xuất ngũ. Huống chi đây là một quân nhân ngày trước nằm ở trong một lực lượng khá là đặc biệt. Nhưng có thể nói ra được những câu nói như vậy. Dương Vy cũng đề nghị chú Nhàn là cho nó xem lại cái clip, cái đoạn băng video mà cái anh phóng viên của đài truyền hình Huế ghi lần cuối cùng từ lúc xuống bỏ từ trên ô tô xuống đi bộ vượt qua cái đập tràn, cái ngầm tràn mà ô tô không đi được ấy. Xong đến lều trại mà 13 cán bộ chiến sĩ người ta dừng chân để ngủ lại qua đêm nhá. Đấy là thứ nhất. Còn cái thứ hai, bảo hắn đi tìm hiểu tất cả mọi thông tin, nếu mà cái tớt của hắn đăng ở đấy không gỡ, chú cứ chụp ảnh xong gửi cho cơ quan an ninh địa phương xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp như vậy. Xuyên tạc cái gì không xuyên tạc? Xuyên tạc về sự hy sinh mất mát của những vị tướng tá, người ta vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vì lợi ích cộng đồng mà không quản hy sinh, không quản mất mát, người ta sẵn sàng xông pha tuyến đầu để làm sao khắc phục được cái hậu quả mưa bão mà đất đá sụt lở, để tìm kiếm cứu nạn một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Xong tranh cái lại ở trên tớt rất là nhiều. Tại sao không cho xe cơ giới đi? Nếu mà xe cơ giới đi được thì người ta đã đi rồi. Người ta không phải bỏ xe ở ngoài đập tràn, đi bộ vào mười mấy km xong ngủ qua đêm ở lán đó. Chỉ cần một tớt rất là ngắn thôi, chỉ một câu khoảng mấy từ thôi, thì các vị làm dậy sóng dư luận, làm cho cả nhân dân căm phấn. Đặc biệt là trong cái thời gian nhạy cảm, hết cơn bão này đến cơn bão khác, bà con nhân dân ở khu vực miền Trung thiệt hại về tính mạng rất là nhiều, của cải rất là lớn, mất tất cả của tính mạng con người, của cải vật chất lẫn cả tinh thần, coi như người ta suy sụp. Các vị không động viên thôi, các vị còn trách móc chửi rủa người ta. Những vị đấy tôi thấy ngồi trên xe, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con thơ, nhưng mà các vị chỉ nghĩ về các vị thôi. Các vị ăn sung mặc sướng rồi các vị câm mồm lại, tốt nhất đừng có nói gì cả. Nếu mà có thương yêu giúp đỡ bà con đồng bào miền Trung ấy, thì các vị trực tiếp vào đấy cứu trợ cứu nạn, hỗ trợ người ta. Sau là các vị ở đây trách đảng nhà nước. Đảng và nhà nước người ta đã nỗ lực hết sức mình, cố gắng dùng mọi biện pháp, thậm chí cả biện pháp nào nhanh nhất, mạnh nhất, quyết liệt nhất để giữ tính mạng cho người dân và các cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt hơn đấy, sáng sớm nay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đưa thông tin này, bắt các đơn vị trong toàn quân sàng lọc những đơn vị trú quân những nơi không đảm bảo an toàn, di rời, kiểm tra trên toàn quốc. Sau tối hôm qua sau 1:20, Dương Vy nhận được tin là 22 cán bộ chiến sĩ ở đoàn 337, đoàn kinh tế của Bộ Phòng, của quân khu 4 gặp nạn do lở.
thì trong đó đã có mấy tên nhao nhao lên mà. Đó, sự hy sinh của các vị ấy, là cái hy sinh không đáng này nó đủ mọi thứ. Xong còn một số cán bộ của địa phương, cán bộ xã, chủ tịch, trưởng công an, cán bộ, người ta thấy cái hộ gia đình một trong sáu thành viên trong một hộ gia đình đó người ta bị gặp nạn, thì cơ quan chính quyền địa phương tại cơ sở trực tiếp đến đấy để tìm kiếm khắc phục hậu quả, nhưng không may đất đá lại sụp xuống mất tích, thì các vị nói ngu mới đi vào chỗ chết. Những cái comment này với những cái tớt này, các vị có thể viết lên được, xong comment trả lời bâng quơ như vậy được, đúng là người vô tri, vô lương tâm, đạo đức con người các vị ở đâu? Như vậy á, sau này các vị dạy con cái ra làm sao, bảo ban anh em ra làm sao, các vị nói còn ai nghe? Ngay những cái tớt của các vị hay những cái comment các vị là thể hiện cái bản tính, cái bản chất của các vị ở ngoài đời thực, chứ không phải nói ở trên không gian mạng. Các vị nói bảo là mạng là ảo, Dương Vi khẳng định mạng nó không phải là ảo, mà là một phần của cơ thể, một phần cuộc sống của chính bản thân mình ở ngoài đời. Mà nó cũng qua cái mạng xã hội này này bộc lộ rõ cái bản chất, cái hành vi con người luôn. Ở địa phương Dương Vi thế thôi, mưa gió khi xảy ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, cán bộ địa phương là người đi đầu, sau đó lực lượng quân đội, công an, chủ tịch, người ta đi để làm gì? Để kiểm tra, chỉ đạo. Nếu mà các vị nói là lãnh đạo không đi thì lãnh đạo quan liêu ngồi ở một chỗ chỉ đạo không sát sao, không thực tế, khi chỉ đạo, khi chủ tịch hoặc là những người lãnh đạo người ta đi, người ta xảy ra việc này việc kia ngoài ý muốn thì các vị chửi người ta. Các vị có phải là người dân không? Hay là các vị là con vật? Con vật, Dương Vi thiết nghĩ là nó vẫn biết nhìn nhận đồng loại, thậm chí nhiều lúc nó vẫn thương yêu đồng loại. Nhưng mà ở đây giữa các vị, con người với con người, giữa tình người với tình người, 97 triệu dân thì có hơn 62 triệu tài khoản Facebook, trừ khoảng 4-5 triệu cái tài khoản ảo đi, nick ảo đi. Nhưng mà các vị sử dụng cái này, các vị chia sẻ những cái thông tin nó không chính thống, những bài viết không chính thống, cái đó không những làm ảnh hưởng đến toàn xã hội mà còn làm ảnh hưởng chính mình, hại người hại ta, gây bức xúc cho toàn xã hội. Các vị ấy, sử dụng cái việc này, cái chiêu bài này, từ năm này đến năm khác, thời gian này đến thời gian khác, từng giờ từng phút ở trên không gian mạng, tất cả những hành vi của các vị ấy, từ những cái kẻ dân chủ cuội ở trong nước cho đến những thành phần phản động ở hải ngoại, những cái thành phần đó Dương Vi nhắc nhiều rồi, Dương Vi không nói, nhưng mà hôm nay Dương Vi phải nói những cái thành phần
ăn không ngồi rồi, vợ đẹp con thơ, nhà lầu xe hơi, ăn sung mặc sướng, không biết thông cảm, không hiểu cho người ta, không đặt cái cương vị của mình vào cương vị người ta, hoặc là các vị ấy, thử đặt mình vào cương vị của một người lính, của một cái chiến sĩ, người ta đang ở hiện trường thì người ta vất vả như nào. Dầm mưa dãi nắng, ăn cơm cũng phải tranh thủ ăn cơm chan nước mưa. Để làm gì? Để giúp đỡ người dân. Các vị đặt cương vị của mình vào những người chỉ huy đi, những người lãnh đạo đi, hoặc là những người tướng tá đi. Trách nhiệm của những người cầm quân đó, nó lớn hơn trách nhiệm của những người chiến sĩ rất là nhiều. Làm không tốt, chiến sĩ mình bị làm sao cũng về bị phê bình, kiểm điểm, kỷ luật. Làm không tốt thì người dân người ta đánh giá, đơn vị người ta đánh giá, cấp trên người ta phê bình, khiển trách, kỷ luật. Làm tốt thì các vị quay ra các vị chửi rủa. Các vị là ai? Mà các vị nói được những câu đấy, các vị có đủ tư cách gì để nói trước bà con nhân dân, đến gặp gỡ bạn bè để nói chuyện? Nguyễn Thắng ạ, làm cái chương trình hướng về miền Trung ấy, rất là nhiều người người ta đang làm rồi. Thôi thì bây giờ mình cứ đóng góp cho cái Ủy ban Mặt trận Hoài hay là Chữ thập đỏ địa phương đi, để đóng góp cho tỉnh, người ta tổng hợp xong đưa cái hàng cứu trợ hay là lượng tiền nó bao nhiêu. Nếu mà ai có điều kiện tốt thì mình ở gần nó thì đứng ra để tập hợp kêu gọi thêm được cái gì hay cái đó. Nếu mà ai có số tài khoản của Thủy Tiên, Mỹ Tâm hay Trấn Thành thì gửi thẳng vào đấy cũng được. Và rất là nhiều người, các vị, các bạn cứ xem những cái live stream buổi sáng hay buổi trưa, buổi chiều cũng vậy. Rất là nhiều người ở hiện trường là người ta up cái số tài khoản vào đó, và người ta đã lấy tiền, ứng tiền gia đình hay ứng tiền vay tiền để đi làm từ thiện trước rồi. Thì mình chỉ cần chuyển tài khoản vào đó thì người ta sẽ đưa cái tiền đó trao tay cho người dân luôn, trực tiếp ở đó. Đấy là những người Dương Vi rất là nể, rất là kính trọng. Rất là nhiều người còn trẻ hơn Dương Vi thôi, nhiều người chạc của Dương Vi, nhiều người trẻ hơn, người ta làm rất là tốt công việc này.